Ê, các bạn nghĩ là Apple Magic Mouse mỏng và khó sử dụng. Vậy thì với con chuột mỏng lét như thế này thì sử dụng sao ta? Hãy khám phá em nó cùng với Thế Giới Phụ Kiện nha. Khi mà mới cầm vào thì cứ nghĩ đây là cái remote máy lạnh, không ai nghĩ là con chuột hết trơn. Damn! Mà làm gì có cái remote máy lạnh nào giá 3 triệu đúng không? Xin nhắc lại đây là con chuột và khẳng định lại đây là con chuột Microsoft Arc. Để khám phá xem thử em này có gì mà giá lại 3 triệu. Ủa mỏng vậy sao sử dụng trời? Có ai thắc mắc không? Nhìn vậy thôi chứ sử dụng cũng đơn giản lắm. Muốn sử dụng em nó và muốn em nó hoạt động thì chỉ cần bẻ từ thẳng thành cong như thế này là em nó có thể hoạt động một cách mượt mà như bao con chuột khác, nhưng với nhiều tính năng hơn. Em chuột này có thiết kế trông khá là lạ mắt, mỏng dính, nhẹ nhàng mà chỉ với 390g. Lớp vỏ ngoài là silicone chống bám mồ hôi và vân tay, chống bụi, chống cả dơ. Và đặc biệt là cảm giác êm đềm mềm mịn khi mà mình khẽ chạm vào. Một điều tuyệt vời là Microsoft Arc có tới 3 phiên bản màu để chúng ta có thể lựa chọn phù hợp với mọi giới tính, lứa tuổi. Em Microsoft Arc này được cái là bề mặt cảm ứng nhạy lắm. Con lăn cũng cảm ứng luôn, cho nên là mình chỉ cần lướt nhẹ nhàng trên bề mặt của nó là có thể thực hiện thao tác lăn rồi. Vì em nó được tích hợp công nghệ BlueJack mà. Công nghệ BlueJack này giúp cho em chuột có thể sử dụng ở bất cứ địa hình nào, bất chấp địa hình. Mình có thể sử dụng trên bàn phẳng, ở bề mặt gồ ghề và thậm chí là mặt kính cũng có thể sử dụng nhẹ nhàng trơn tru. Thậm chí là ở những nơi không bằng phẳng và lồi lõm như thái độ của bạn khi gặp đứa bạn ghét thì em chuột này vẫn có thể sử dụng tốt. Mình chỉ cần lít chuột bên trái thì chuột sẽ nhận diện đó là bên trái và ngược lại. Và đặc biệt rằng là mình có thể lướt sang các trang khác được luôn nè. Chức năng cũng na ná với Apple Magic Mouse. Nhưng mà có vẻ rằng là khi thực hiện các thao tác lướt ngang thì mình có cảm nhận rằng là Apple Magic Mouse có vẻ nhạy hơn và mượt hơn so với Microsoft Arc, bởi vì em này còn có một cái sự chậm trễ gì đó trong thao tác lướt và lăn. Muốn sử dụng em này thì khá là dễ dàng. Trước tiên lật ngửa em nó lên, mở nắp, lắp pin. Và em này thì sử dụng bên IAA như thế này. Lắp xong thì mình bẻ cong em nó và tiến hành nhấn giữ nút Bluetooth và kết nối thôi. Khi chuột được ghép nối thì đèn LED sẽ ngừng nhấp nháy và đèn sẽ vẫn sáng cho đến khi bạn tắt chuột. Và em này thì kết nối được tới 10m và công nghệ kết nối Bluetooth 4.0. Và đặc biệt là với tính năng Swift Pair thì có thể giúp cho em nó kết nối ngay lập tức với Windows. Nhưng mà nói thì thôi chứ kết nối với iOS nó cũng nhanh y chang, cũng không khác gì hết trơn á. Và em này thì thân thiện với tất cả các hệ điều hành Windows hay là iOS gì đó cũng có thể sử dụng được. Nhìn mỏng mỏng vậy thôi nha, chứ khi mà sử dụng thì em nó rất là ok luôn. Mình có thể tì vào, dùng lực vào em nó nhưng mà em nó cũng không dễ dàng bị bẻ thẳng lại như lúc chưa hoạt động luôn. Và tính ra chịu áp lực cũng ổn á chứ. Và em này thì phù hợp cho văn phòng hoặc là thiết kế đơn giản thì ok. Vì nhỏ gọn, tiện lợi, không rườm rà, tính di động cao nên mình có thể mang đi làm việc ở bất cứ đâu tùy thích. Và cũng có một điều mình thắc mắc như thế này, em này thì có 3 trạng thái. Nhưng mà nó lạ lắm. Ở cái trạng thái thẳng băng á, thì ngưng hoạt động. Còn khi bẻ cong thì hoạt động bình thường. Còn có một cái lưng lửng nè, không biết để làm gì luôn, không có hiện tượng. Bẻ tới cái khúc này thì nó cũng không hoạt động, nó cũng không có nháy đèn. Nếu mà xét về tổng quan thì em này khá là ổn khi sử dụng. Mỏng, nhẹ, mềm, mịn, tính di động cao, độ nhạy khá là tốt, 8/10. Không ngại địa hình, bất chấp sử dụng, đặt em nó ở bất cứ đâu thì vẫn có thể sử dụng một cách trơn tru và mượt mà. Hãy thử trải nghiệm cảm giác bẻ thẳng thành cong cùng với Microsoft Arc nha. Và nếu như bạn là người chơi hệ văn phòng hay là người chơi hệ thiết kế cơ bản thì còn không mau mau rinh ngay em nó về để mà sử dụng. Bất chấp địa hình đã vậy còn mềm mịn mượt mà chống bụi chống nước nữa chứ. Quá là tuyệt vời. Và nếu như mà các bạn cảm thấy thông tin mình vừa chia sẻ hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Xin chào.